Địa Tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tình Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 79 Xin mời mở bản kinh ra Phần Khoa Chú Nguyễn Hạ Trang 32 Mời xem kinh văn thì Địa Tạng Bồ Tát Ma Hà Tát Ư ừ, chư Bồ Tát Thệ Nguyện Thâm Trọng Thế Tôn thì Địa Tạng Bồ Tát Ư Diêm Phụ Đề Hữu Đại Nhân Duyên như văn thù, phổ hiền, quán âm, di lập Diệt hóa, bách thiên thân hình Độ ư lục đạo Kỳ nguyện thượng hữu tất cánh Đoạn kinh văn này Là So sánh cho chúng ta thấy Chứng tỏ Bồ Tát Địa Tạng có duyên phận đặc biệt với thế gian này của chúng ta văn thù phổ hiệp quán âm di lặc cũng có duyên phận rất sâu với thế gian của chúng ta không hề kém hơn bồ tát địa tạng ở đây là so sánh thể nguyện cho nên nói những bồ tát khác độ hóa chúng sanh trong sáu đường cái nguyện đó còn có lúc kết thúc chỉ có nguyện của bồ tát địa tạng pháp là không có kết thúc địa ngục chẳng không thề không thành phật nguyện này đích thực rõ ràng là sâu nặng hơn so với nguyện của những bồ tát khác. Chúng ta biết như ngài Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Di Lặc đều là cổ Phật tái lai. Các ngài thị hiện thân phận bồ tát độ hóa chúng sanh ở trong lục đạo trên kinh phật có nói bồ tát văn thù trong quá khứ đã từng làm long chủng tôn vương phật vậy là chứng tỏ trong kiếp lâu xa gì trước các ngài đã thành phật rồi hiện nay ở thế gian này là để giúp Thích Ca Mâu Ni Phật Giáo hóa chúng sanh Đúng như câu một Phật ra đời Thì nghìn Phật ủng hộ Ý nghĩa nó là như vậy Chúng ta phải hiểu Xem tiếp kinh văn dưới đây Thị địa tạng Bồ Tát Giáo hóa lục đạo nhất thiết chúng sanh sở phát thể nguyện kiếp số như thiên bách đức hằng hà sa đây là nói rõ bồ tát địa tạng dùng thân phận bồ tát để giúp đỡ tất cả chúng sanh trải qua số kiếp không cách gì tính được bồ tát đời đời kiếp kiếp đều phát lời thệ nguyện sâu nặng này chúng ta xem thấy ở trong hội này xem thấy ở trong phẩm tựa đại chúng tham dự pháp hội là chư phật như lai mười phương phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi chư phật như lai này đều là học trò của bồ tát địa tạng số học trò thành phật đã là không thể nghĩ bàn rồi mà lão sư vẫn là dùng thân phận bồ tát đang giúp đỡ tất cả chúng sanh đây là điểm chúng ta cần phải học tập tích lũy công đức giáo hóa chúng sanh không cần quan tâm đến danh vị của mình không quan tâm đến lợi ích cá nhân bồ tát địa tạng giống như là lấy việc này hiển thị rõ ràng hoàn toàn cho chúng ta thấy dạy chúng ta cần phải học tập như thế nào? Có lẽ có đồng tu muốn hỏi. Trong phẩm phổ môn có nói: Cần dùng thân Phật mà được độ thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ hiện thân Phật để thuyết pháp. Bồ Tát Địa Tạng có thể hiện thân Phật để thuyết pháp hay không? Đương nhiên là có thể Nếu như Bồ Tát Địa Tạng gặp được Những chúng sanh loại này Cần dùng thân Phật mà được độ Thì đương nhiên Ngài cũng hiện thân Phật Để thuyết pháp Lý và sự này Chúng ta cần phải nhận thức cho thật viên dung Không được lệch về một bên từ đó cho thấy chư phật bồ tát giáo hóa chúng sanh lúc nào cũng linh động tùy cơ ứng biến tuyệt đối không cứng nhắc vô cùng linh hoạt cho nên mới có thể khiến tất cả chúng sanh khai ngộ Khiến tất cả chúng sanh Được lợi ích chân thật Mời xem đoạn kinh văn dưới đây Thế Tôn Ngã quán vị lai Cập hiện tại chúng sanh Ư sở trú xứ Ư nam phương thanh khiết chi địa Dĩ thổ thạch trúc mọc Tác kỳ khám thất Thị trung đăng tố họa Nại chí kim ngân đồng thiết Tác địa tạng hình tượng Thiêu hương cúng dường Chim lễ tán tháng Đoạn kinh văn này Là nói ra Người có thể cúng dường tu phước đặc biệt là chỉ ra vị lai vị lai chính là chỉ thời đại này của chúng ta hiện nay hiện tại chúng sanh ở trong đây có hai cách giảng cách thứ nhất là số đại chúng tham gia tại cung trời đau lợi lúc thế tôn giảng kinh thuyết pháp là hiện tại chúng sanh ý nghĩa thứ hai là vị lai hiện tại thời gian của vị lai là quá dài quá dài dựa theo sự thích Bồ Tát Địa Tạng Giáo hóa chúng sanh mà nói Từ sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ Mãi cho đến khi Bồ Tát Di Lặc Hạ Sanh Đều là thuộc về đời vị lai cả Vị lai hiện tại chúng sanh Đó là chỉ các thời đại các vùng chỉ cần chúng ta gặp được bộ kinh địa tạng bốn nguyện này. Chỉ cần nghe thấy pháp môn này thì chúng ta đều thuộc về những chúng sanh mà trong câu này nói hay nói cách khác, chính là ngài nói đến chúng ta. cần phải tu như thế nào ngay nơi mình cư trú nam phương thanh khiết chi địa có phải nhất định phải chọn hướng nam trong bốn hướng đông tây nam bắc không chúng ta phải hiểu nếu như kiến trúc ngôi nhà này của họ là quay mặt hướng bắc là rất tốt rồi phương hướng đó là chính xác rồi nếu như kiến trúc ngôi nhà của họ quay về hướng nam vậy thì hướng nam là cửa chính của họ bạn thử nghĩ có phải là thờ bồ tát địa tạng ở cửa chính hay không chắc chắn là không phải Nhất định là giống như pháp tượng trưng trên kinh Hoa Nghiêm. Trên kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tại Đồng Tử 53 lần tham vấn đều là hướng về phương Nam. Nam không phải là chỉ phương hướng. Nam là chỉ hướng của trí huệ. Hệ hướng nào có thiện tri thức cư trú đều gọi là hướng Nam chúng ta hiểu rõ ý nghĩa này vậy thì cái này dễ dàng rồi hệ hướng nào thờ bồ tát địa tạng thì gọi là hướng nam các chị nhất định phải hiểu cái đạo lý này trong nhà của mình có phòng riêng thờ phật hoặc không có phòng riêng thờ phật thì thờ ở phòng khách trong nhà bạn nhưng nhất định phải thờ ở hướng thượng trong nhà căn phòng này hướng nào được xem là hướng thượng vậy vị trí căn nhà này của họ có thể chỉ có một cửa và có thể có rất nhiều cửa bất luận bước vào nhà từ cửa nào vị trí đầu tiên họ nhìn thấy thì vị trí này chính là hướng thượng giống như phòng học này hiện nay của chúng ta vậy vị trí chúng ta ngồi đây là hướng thượng ở đây chỉ có hai cửa khi bước vào chúng ta nhìn thấy đầu tiên còn một cửa khác giống như hướng này cũng gọi là hướng thượng khi bước vào cũng có thể nhìn thấy giống như vị trí cư sĩ hứa ngồi đó là không được xem là hướng thượng vị trí pháp sư khoan dung ngồi không phải là hướng thượng khi người ta bước vào bạn không nhìn thấy hướng thượng chúng ta phải chú ý đến hướng thượng là chỗ cung kính nhất thờ bồ tát địa tạng ở chỗ này chính là hướng nam không nhất định phải tìm vị trí đông tây nam bắc phải hiểu rõ đạo lý này hướng nam là tượng trưng cho quang minh Tượng trưng cho trí huệ Thanh khiết chi địa Câu này rất quan trọng Chỗ thờ Phật Nhất định phải sạch sẽ Ấn Quang Đại Sư Đã từng nói có một số người thờ tượng phật ở trong nhà của mình thờ tượng phật ở trong phòng ngủ liền thỉnh giáo ấn quan đại sư xem có đúng như pháp hay không đại sư trả lời nơi chỗ thờ hình tượng tam bảo là giống như đại hùng bảo điện vậy phải sanh khởi tầm cung kính ở chỗ này cho nên thông thường ở trong phòng ngủ thì không thờ tượng phật trường hợp nào được thờ tượng phật trong phòng ngủ trong lúc bệnh nặng lúc cầu giảng sanh vào lúc này thì không có cấm kỵ gì cả Mỗi lúc mỗi nơi trong mỗi niệm đều không lìa khỏi phật thì được vậy thì có thể thờ tượng phật loại thứ hai là tuy không có bị bệnh mà tâm cầu giảng sanh rất tha thiết hy vọng được giảng sanh sớm hy vọng được gặp phật sớm tuyệt đối không được dùng tâm giải đãi yêu mạng để thờ cúng phải cực kỳ tôn trọng giống như con cái trong ngóng cha mẹ vậy dùng tâm cực kỳ thành kính hiếu kính thì được điểm này nhất định phải biết chứ không phải nói thờ cúng tượng phật để phật bồ tát phù hộ căn nhà của tôi có yêu ma quỷ quái thờ cúng hình tượng phật bồ tát để trừ tà hoặc là xem nó như tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức vậy thì mắc tội lỗi rồi thế thì tuyệt đối không được phép cho nên hễ nơi nào có hình tượng tam bảo thì nơi đó giống như đại hùng bảo điện vậy lời khai thị này của ấn quang đại sư rất có đạo lý. Chúng ta cần phải y giáo phụng hành. Dưới đây nói tá kham. Kham là căn nhà nhỏ để thờ cúng tượng Phật, làm khám thờ, dùng đất, dùng đá, dùng tre, dùng gỗ đều được. người trung quốc hiện nay không quá xem trọng về việc làm khám thất nhưng người nhật bản rất xem trọng người nhật bản bất luận là tượng phật lớn hay nhỏ đều nhất định là có khám thất khi họ lễ bái họ mở cửa khám thất nhỏ ra sau khi lễ bái xong họ đóng cửa lại làm vậy rất có đạo lý nói thật ra Người Nhật Bản học được từ thời đại tuy đường. Họ bảo tồn mãi cho đến ngày nay. Họ không có thay đổi. Cho nên tinh thần này của người Nhật Bản đáng để chúng ta noi theo. Là không dễ dàng thay đổi. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Thị trung năng tố họa nảy chí kim ngân đồng thiết Tác địa tạng hình tượng Trong khám thất thờ cúng hình tượng Bồ Tát Hình tượng vẽ cũng được Tượng Bồ Tát Đúc nắng cũng được Bất luận là dùng chất liệu gì Bên dưới có nêu ra Mấy thí dụ vàng bạc đồng sắt là kim loại dùng gỗ điêu khắc cũng được đắp nặng bằng đất cũng được đều tốt cả bạn có thể thờ cúng thiêu hương cúng dường chiêm lễ tán tháng ý nghĩa của việc thờ cúng hình tượng bồ tát địa tạng là ở chỗ nào điều này nhất định phải biết Thứ nhất là Khiến cho chúng ta Sanh khởi tâm lễ kính Bồ Tát Phổ Hiền Vậy chúng ta Phương pháp tu hành Mười cương lĩnh tu hành Thứ nhất là lễ kính chư Phật Nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát Liền sanh khởi lên tâm lễ kính chúng ta phải đem tâm lễ kính phật bồ tát dùng vào trong đời sống thường ngày đối với tất cả mọi người cũng lễ kính như vậy đối với mọi việc cũng lễ kính như vậy kính sự chính là hết lòng phụ trách hết lòng hết sức làm viên mãn việc này vậy là lễ kính đối với mọi việc đối với vật cũng lại là như thế giống như bàn ghế chúng ta cũng phải lễ kính đối với nó chứ không phải lễ lại nó là sắp xếp nó cho thật ngay ngắn lau chùi thật sạch sẽ đây là lễ kính nếu như để tông ngay ngắn lại để bụi dơ bẩn bám ở trên đó không có lau chùi như là bất kính Cho nên đối với người Với sự với vật Chỉ có một tâm Chân thành cung kính Đây là ý nghĩa thứ nhất Của cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát Chúng ta thật sự được thọ dụng ý nghĩa thứ hai là nhìn thấy thánh hiền muốn học theo cho bằng phật bồ tát cũng là từ phàm phu mà tu thành họ ngày nay thành bồ tát thành phật rồi tại vì sao ta vẫn còn là phàm phu cho nên ta cần phải noi theo bồ tát học tập theo bồ tát chúng ta ở trong đời này cũng phải làm phật làm bồ tát khơi dậy ý chí hướng thượng của mình đây là ý nghĩa thứ hai ý nghĩa thứ ba là nhìn thấy hình tượng phật bồ tát liền nghĩ đến lời giáo huấn của phật bồ tát nhìn thấy hình tượng bồ tát địa tạng liền nghĩ đến lời giáo huấn mà thế tôn đã dạy trong kính địa tạng bồ tát bổ nguyện chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ phải hiểu sâu nghĩa thú y giáo phụng hành cho nên cúng dường hình tượng phật bồ tát là có ba loại ý nghĩa này ở trong đó chứ không phải mê tín Hầu hết người bên ngoài nói Chúng ta thờ cúng hình tượng Phật Bồ Tát Là lễ bái ngẫu tượng Sai rồi Họ hoàn toàn hiểu lầm rồi Từ đó cho thấy Ý nghĩa nhà Phật cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát Là rất sâu, rất rộng Quy đạp lại nó Là giáo dục Không có rời khỏi giáo dục Hướng hồ ở trong đây Còn có Ý nghĩa biết ân báo ân Cội nguồn nữa Chúng ta Làm đệ tử của nhà Phật Bất luận là tại gia hay xuất gia Khi gặp một số người có nghi hoặc Chúng ta cần phải nói rõ cho họ biết Để họ hiểu rõ Lợi ích và ưu điểm đích thực của cúng dường Hình tượng Phật Bồ Tát Lợi ích này Là lợi ích sát sao Lợi ích ngay ở trước mắt Làm gì có mê tín chứ Chim lễ tán tháng Tán tháng tức là nói rõ Diễn thuyết cho người khác Chính mình y giáo phụng hành là tán tháng Diễn thuyết cho người cũng là tán tháng Mời xem Kinh Văn dưới đây Thị nhân cư xứ tức đắc thập chủng lợi ích Dưới đây là nói mười điều lợi ích Hà đẳng vi thập Nhất giả thổ địa phong nhưỡng Nhị giả gia trạch vĩnh an Tam giả tiên vong sanh thiên Tứ giả hiện tồn ích thọ Ngũ giả sở cầu toại ý Lục giả vô thủy hỏa tai Thất giả hư hao tịch trừ Bát giả đổ tuyệt ác mộng Cửu giả xuất nhập thần hộ Thập giả đa ngộ thánh nhân Mười loại lợi ích này Chính là lợi ích Của việc cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát Có người nào không muốn đạt được chứ Nhưng các vị nhất định phải nhớ kỹ Ba ý nghĩa cúng dường tượng Phật Như vừa rồi mới nói Nếu như bạn không hiểu Thì không thể đạt được 10 loại lợi ích này Dù bạn thờ cúng hình tượng Phật Bồ Tát Nói thật ra là mê tín làm sao bạn có thể đạt được lợi ích như trên kinh nói được chứ đây là bạn thờ cúng không đúng như pháp không đúng như lý bạn chỉ thờ cúng trên hình thức chứ không có thực chất đây là bạn có thể đạt được lợi ích hay không bạn được lợi ích nhiều hay ít đều do ở cách dụng tâm của bạn Nếu tâm hạnh của bạn Tương ưng với lời chỉ dạy của Phật Bạn liền được lợi ích Mức độ tương ưng càng cao Thì bạn được lợi ích sẽ càng lớn làm sao tương ưng tóm lại không ngoài ba chữ tính nguyện hạnh này đối với lời giáo huấn của phật bồ tát chúng ta có thể tin có thể hiểu Có thể phát nguyện Có thể phụng hành Trong bộ kinh điển này Khi nhìn về mặt văn tự Thấy dường như là không sâu lắm Giống như là những mẫu chuyện Nhưng mà lý rất sâu rất rộng. Lần này chúng tôi báo cáo giới thiệu với các vị. Bởi do sự hạn chế về thời gian nên không thể giảng kỹ càng được, chỉ giảng sơ lược mà thôi. Nếu như tương lai có nhân duyên tôi sẽ sẵn lòng Giảng nó tỉ mỉ lại một lần nữa Nhất là Chú giải của Pháp Sư Thanh Liên Ngài trích dẫn căn cứ kinh điển Đưa ra nhiều bằng chứng Khiến cho nội dung chú giải vô cùng phong phú Bạn tin được, hiểu được, có thể phát nguyện, có thể thực hành liền được lợi ích này. Lợi ích thì vô biên, nhưng quy nạp lại thành mươi loại. Cái đầu tiên là thổ địa phong nhưỡng thứ hai là gia trạch vĩnh an hai câu này người hiện nay gọi là phong thủy phong thủy tốt tại vì sao bạn có thể có được phong thủy tốt như vậy do tâm tốt đúng là cảnh chuyển theo tâm việc gì bạn phải đi xem phong thủy không cần thiết chỉ cần bạn giữ tâm tốt, nói lời thiện, làm việc tốt, làm người tốt. Tâm thiện hạnh thiện. Thì hoàn cảnh cư trú môi trường sống tự nhiên sẽ chuyển thành tốt. Môi trường sống của chúng ta và môi trường tự nhiên Chính là phong thủy mà người đời thường nói Nhà Phật thường nói Ngày nào cũng là ngày tốt Giờ nào cũng là giờ tốt Nơi nào cũng là nơi tốt Nơi nào là nói môi trường Đâu có nơi nào là không tốt chứ Nơi Phật Bồ Tát cư trú thấy đều là tốt Không có nơi nào không tốt Đạo lý này Trên Kinh Lăng Nghiêm nói là Nếu chuyển được cảnh thì đồng với Như Lai Như Lai chính là giờ nào cũng là giờ tốt Ngày nào cũng là ngày tốt Chỗ nào cũng là chỗ tốt Vì sao vậy? Như Lai có thể chuyển được cảnh giới Phàm Phu không thể chuyển được cảnh giới Trả lại còn bị cảnh giới chuyển Nên phiền phức lớn rồi Bạn muốn cầu ngày tốt, giờ tốt, chỗ tốt Thì tìm cầu ở nơi nào Cả đời cũng không thể gặp được Tìm khắp nơi cũng tìm không ra Tìm đến nơi có sông núi hữu tình Rất tốt rất hay xây căn nhà ở nơi này để ở đâu tôi biết rằng bên cạnh đó có yêu ma quỷ quái có rất nhiều thú dữ khiến cho bạn ở không yên vậy là do nguyên nhân gì tâm tà tâm mê nên bạn không thể chuyển cảnh giới được bạn sẽ bị cảnh giới chuyển bị cảnh giới chuyển là phạm phu người có thể chuyển được cảnh giới là thánh nhân cho nên gọi là thánh nhân phần trước chúng tôi cũng đã giải thích rồi mọi người đừng quên thánh nhân là người sáng tỏ lý và sự chúng ta gọi họ là thánh nhân ở ấn độ xưng là phật bồ tát Phật Bồ Tát là người sáng tỏ Chân tướng vũ trụ nhân sanh Các ngài thấy rõ chân tướng Ở Trung Quốc Người nào sáng tỏ chân tướng vũ trụ nhân sanh liền gọi các ngài là thánh nhân Cho nên 10 loại lợi ích này Thứ nhất là chuyển được đất đai rồi chúng ta thử xem môi trường cư trú của chúng ta hiện nay môi trường lớn như địa cầu địa cầu hiện nay biến thành tình trạng gì vậy hầu như hiện nay mỗi người đều biết sinh thái tự nhiên bị phá hoại rồi những năm gần đây mỗi năm đều xảy ra tai biến quá nhiều số lần mỗi năm một nhiều hơn phạm vi mỗi lần một rộng lớn hơn mỗi lần một nghiêm trọng hơn vậy thì làm sao chịu nổi chứ sinh thái tự nhiên trên địa cầu tại vì sao bị phá hoại như vậy do tư tưởng hành vi của con người đi trái ngược lại với tánh đức người thế gian không biết cho rằng những tai họa tự nhiên này không có liên quan gì với nhân loại chúng ta không liên quan gì với tư tưởng hành vi của nhân loại là sai rồi phật biết rất rõ ràng trên kinh thường nói y báo chuyển theo chánh báo địa cầu là y báo chánh báo là tâm người tâm người thiện thì đất đai màu mỡ Nhà cửa bình yên Tâm người bất thiện Thì tai nạn chồng chất Tai nạn do con người tạo ra Là chiến tranh Tai họa tự nhiên Hiện nay càng ngày càng nhiều nạn lũ lụt hỏa hoạn động đất hiện nay còn có sự biến đổi khí hậu thậm chí là tầng ozone bảo vệ địa cầu cũng bị thủng rồi gần đây trên báo có đăng những tin tức này hiện nay lỗ thủng tầng ozone ngày càng nghiêm trọng diện tích ban đầu không quá lớn nghe nói hiện nay phạm vi diện tích lớn gần bằng nước mỹ rồi cái này phiền phức rồi tầng ozone bảo vệ địa cầu nó hấp thu tiết cực tím chiếu từ mặt trời Nếu như không có sự bảo vệ của tầng ozone Thì cực tím của mặt trời chiếu trực tiếp đến địa cầu Thì có lẽ hai phần ba động vật và thực vật trên địa cầu không thể sinh tồn. Cho nên tác dụng của tầng ozone là rất lớn Các nhà khoa học họ nghiên cứu Nếu như muốn khôi phục tầng ozone lại như nguyên trạng Chỉ ít phải đến mấy trăm năm đây là nhà khoa học căn cứ theo con số để thống kê chúng ta biết nhưng không cần thiết chỉ cần tâm người hướng thiện tại vì sao tầng ozone bị phá hoại do tâm người đây là nhân tố đứng đầu Nếu như bạn nói là do trên địa cầu Xả ra những thứ khí thải ô nhiễm này Vậy thì phải ô nhiễm toàn diện trước Mỗi một quốc gia khu vực đều xả khí thải Tại vì sau đó chỉ chạy đến Nam Cực Lẽ nào cả thế giới xả khí thải Nó tập trung toàn bộ chạy đến Nam Cực hay sao? Làm gì có chuyện này chứ? Do tâm người Hiện nay là sinh thái tự nhiên bị phá hoại càng ngày càng nghiêm trọng, nguy cơ tai họa do con người gây nên cũng ngày càng rõ rệt. Cho nên 10 loại lợi ích này làm sao có thể đạt được? Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết trong cộng nghiệp vẫn có biệt nghiệp Đây là cho chúng ta một chút hy vọng Trong cộng nghiệp vẫn có biệt nghiệp Nghĩa là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc Không tu thì không đắc nếu như chúng ta thật sự có tu được rồi chúng ta vẫn có thể đạt được lợi ích này vấn đề là bạn có chịu thật tu hay không không hiểu phương pháp không chịu nghiêm túc thật là thì bạn không thể chuyển nổi rồi bạn hiểu rõ lý luận Biết được phương pháp là chịu nghiêm túc mà làm Thì sẽ chuyển rất nhanh Tướng mạo có thể chuyển Thể chất có thể chuyển Môi trường bạn cư trú cũng có thể chuyển Môi trường nhỏ cư trú có thể chuyển Môi trường lớn cũng có thể chuyển Ngày nay chúng ta nhìn thấy toàn thế giới bị tai nạn Đạo tràng cư sĩ lâm này Đối với cả thế giới mà nói Có cống hiến hay không? Có cống hiến cực lớn Người thế gian không thừa nhận Họ nói chúng ta tụng kinh Niệm mấy câu Phật hiệu ở đây này Thì có cống hiến gì chứ? Họ không thừa nhận Nhưng chư Phật Bồ Tát thừa nhận thiên long quỷ thần thừa nhận cái lý luận này chúng tôi đã báo cáo qua với các chị rất nhiều lần ở trong các buổi giảng rồi dùng cách nói của các nhà khoa học là do sự quấy nhiễu lẫn nhau của sống chúng ta biết Tất cả mọi vật chất Đều có hiện tượng của sống Nguyên tử đơn giản nhất Nguyên tử khinh khí Là đơn thuần nhất Gồm một nhân và một điện tử Điện tử chuyển động vây quanh hạt nhân nó giống điều gì tướng động đã có chuyển động thì nó sẽ sanh ra sống sống cũng có thể chia thành ba loại lớn là sống ánh sáng sống âm thanh sống chấn động đều có thể gọi là sống điện từ nó có hiện tượng của sống hiện tượng sống bình thường thì sinh thái sẽ cân bằng nếu như hiện tượng sống không bình thường sống không bình thường quấy nhiễu bình thường sinh thái tự nhiên của địa cầu là bình thường nhưng sống tâm của người không bình thường thế là ảnh hưởng đến sống của địa cầu ảnh hưởng đến sống của tất cả mọi vật chất đạo lý là chỗ này hiện nay cái sống niệm phật này của chúng ta là sống thù thắng nhất là sống bình thường nhất cái sống này chân thành Có thể tập hợp cùng với sống tâm từ bi Của chư Phật như Lai Khiến cho cái sống này thêm lớn mạnh Có thể làm dịu bớt lại sống không bình thường Tham sân si mạng tà ác của người thế gian Có thể làm cho nó giảm bớt lại Vậy là giảm bớt lại tai nạn Đạo lý là ở chỗ này Ngày nay nhà khoa học Họ nghiên cứu Nghiên lệch về sống vật chất Mà đã lơ là đi Cái sống tư tưởng Cởi tâm động niệm của tâm lý Họ lơ là rồi Không biết được sống tư tưởng Có thể làm Thay đổi sống trên vật lý đây là nhà phật gọi là cảnh chuyển theo tâm phật lại từng nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà mới biết sống tư tưởng là chủ thể của tất cả mọi sự mọi vật sống niệm phật của chúng ta ngày nay rất tốt tôi nghe các đồng tu nói với tôi có rất nhiều người nước ngoài ở ngoại quốc Nghe thấy tiếng Phật hiệu niệm Phật Họ rất quan hỷ Sau khi họ nghe thấy Họ nói cái âm nhạc này Họ xem nó như âm nhạc để nghe Họ nói âm nhạc này có thể khiến cho tâm chúng tôi rất bình lặng Âm nhạc này từ đâu mà có vậy Họ hỏi chúng tôi để xin băng ghi âm Đây là một minh chứng rất hay Sống tư tưởng này Có thể làm dịu lại sống vọng tưởng của họ có thể hòa hoãn bình ổn lại sống tư tưởng vọng tưởng của tất cả chúng sanh bạn có thể chuyển đổi được sống trên vật lý cho nên mới có đất đai màu mỡ nhà cửa mãi mãi được an ổn trước đây có người đã từng hỏi tôi Họ hỏi là tôi có biết xem phong thủy hay không? Tôi nói sao anh nghĩ đến việc phải hỏi tôi? Họ nói hòa thượng thì đều phải biết xem phong thủy, vì sao vậy? Những tùng lâm tự viện này ở Trung Quốc đều được xây dựng ở những nơi có phong thủy rất tốt. Cho nên họ cho rằng những vị hòa thượng này đều biết xem phong thủy. Sau khi nghe xong, tôi mỉm cười nói với họ: không phải hòa thượng biết xem phong thủy hòa thượng hoàn toàn không biết xem phong thủy mà tâm hòa thượng tốt hạnh tốt là người tốt người tốt ở nơi đó dù phong thủy không tốt cũng sẽ tự nhiên biến thành tốt cả sự việc đó là như vậy phong thủy chuyển theo tâm của con người chứ không phải người chuyển theo phong thủy không có đạo lý này cho nên nhà xem phong thủy đã từng nói đất phước người phước ở người phước ở đất phước đất phước phong thủy tốt bạn là người không có phước báo người phước mỏng bạn đến sống ở nơi đó không được mấy ngày liền đột tử là vô phước mà nói lời này cũng rất có đạo lý quan trọng nhất bạn phải tu phước bạn có thể tu phước thì mọi thứ đều chuyển trở lại cho nên mười loại lợi ích này chính là chứng minh tâm chuyển cảnh giới bạn thử nghĩ xem bạn có thể học cách giữ tâm của bồ tát địa tạng học cách phát nguyện của bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng là giữ cái tâm gì tâm hiếu kính dùng tâm hiếu kính cha mẹ hiếu dưỡng tất cả chúng sanh trong pháp giới vậy là ngoài sức tưởng tượng dùng tâm phụng sự sư trưởng phụng sự tất cả chúng sanh trong pháp giới để giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn tận vị lai tế kiếp dính diễn không gián đoạn cho nên nói là địa ngục chẳng không thề không thành phật loại tâm hạnh phát nguyện rộng lớn này là dĩ đại biết bao cho nên cảnh giới của ngài chuyển đổi hết chúng ta có thể nắm vững yếu lĩnh tu học trong bộ kinh này tu hành đúng như lý như pháp thì mười loại lợi ích này đương nhiên sẽ hiện tiền đâu có đạo lý nào không thành hiện thực nếu như bạn không hiểu lý luận không hiểu phương pháp xem thấy kinh văn này bạn cũng dựa theo cách thức này để làm nhưng không giống không phải là sự việc như vậy vẽ một bức hình bồ tát địa tạng đắp nặng hình tượng bồ tát địa tạng thờ cúng tại nhà là bạn nghĩ bạn đã đạt được rồi nhưng không hề có chuyện đó nhất định phải rõ lý phải hiểu được phương pháp làm thế nào chuyển đổi bản thân mình chính mình trước đây phạm đủ thứ sai lầm sai lầm trên tư tưởng sai lầm trên kiến giải sai lầm trên hành vi đem từng sự việc đó điều chỉnh nó trở lại cho nên phải hạ công phu từ trên tâm lý trên tâm lý khỏe há mạnh trên vật lý thân thể của chúng ta là thuộc về vật chất trên vật lý là bình thường liền phục hồi sinh thái tự nhiên sinh thái tự nhiên chính là sinh thái khỏe mạnh nhất cho nên đọc đoạn kinh văn này nhất định phải hiểu rõ đạo lý lớn này sau đó mới biết lời trên kinh phật nói mỗi câu đều chân thật không có câu nào là hư vọng cả thổ địa phong nhưỡng Chính là người thế gian Thông thường gọi là Được mùa Ngủ cốc đầy kho Mưa thuận gió hòa Gia trạch vĩnh an Gia trạch là nơi bạn cư trú Được bình an hạnh phúc Tiên vong sanh thiên Điều này trong bản kinh cũng nói rất nhiều Con cháu hiếu thuận Con cháu học Phật Thì tổ tiên Cũng thơm lây Con cháu làm Bồ Tát vậy thì đây là tổ tiên của bồ tát bất luận họ ở đường nào cũng đều được người ta tôn kính chúng ta ở đây thấy bà la môn nữ quan Mục nữ tiên nhân của họ đều rơi vào trong đường ác con gái hiếu thuận con gái học phật đúng như lý như pháp chứng được quả vị bồ tát cho nên mẹ của họ lập tức liền được những vị quỷ thần này tiễn đưa về cung trời đau lợi để hưởng phước vì sao vậy là cha mẹ của bồ tát Làm sao có thể đem họ nhốt vào trong tam đột được chứ Cho nên trong cửa Phật thường nói Một người con thành Phật Tổ tiên chính đời được sanh thiên Tổ tiên chính đời trước đây đều sanh thiên Lời nói này là thật Chứ không phải là giả Hiện nay chúng ta làm sao thành Phật Xin thưa với các chị Giảng sanh thế giới cực lạc chính là thành Phật Cho nên niệm Phật Thật sự cầu giảng sanh Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Thì tổ tiên chính đời của bạn Đều sanh thiên cả Đây mới là chân thật báo ân Chúng ta muốn cầu siêu cho tổ tiên Cứu vớt tổ tiên Cách làm như thế nào? Niệm Phật Nhất định chính mình phải có thành tựu Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Văn Bà La Môn Nữ Niệm Phật Đắc Định Ở trong pháp môn niệm Phật Chí ít là sư nhất tâm bất loạn Bà đắc niệm Phật tam muội Bạn xem ở trong định Bà nhìn thấy địa ngục Dạo chơi địa ngục Quỷ dương trong địa ngục Đến tiếp kiến bà Xưng bà là Bồ Tát Bản thân bà vẫn không biết mình đã thành Bồ Tát nhân quỷ dương xưng bà là bồ tát quan một nữ cũng là niệm phật công phu cạn hơn một chút cảnh giới của bà là ở trong mộng chứ không phải trong định nên hiệu quả không có thù thắng bằng bà là môn nữ nhưng cảm ứng cũng không thể nghĩ bà trong tưởng tượng của chúng tôi có lẽ đó là công phu thành khối không có công phu thành khối thì không thể có được hiệu quả này cho nên bạn độ tổ tiên bạn độ họ đến nơi nào họ được lợi ích bao nhiêu là hoàn toàn dựa vào công phu tu học của chính bản thân bạn công phu tu hành của bạn sâu thì tổ tiên được lợi ích lớn công phu tu học của bạn cạn thì họ được lợi ích nhỏ nếu chúng ta muốn báo ân cách báo như thế nào vậy thì sáng tỏ rồi nhất định phải đoạn ác tu thiện nhất định phải phát tâm làm phật Kinh Vô Lượng Thọ nói về cảnh giới của A Di Đà Phật. Còn trong bộ kinh này nói cảnh giới của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta đem từng câu từng chữ trong kinh Vô Lượng Thọ thực hiện vào trong đời sống. Bạn chính là A Di Đà Phật. Bạn đã làm Phật rồi đem từng câu từng chữ trong bản kinh thực hiện vào trong đời sống bạn đã làm bồ tát rồi lời giáo huấn của phật phải làm chứ không phải để nói nói chẳng có tác dụng gì phải nghiêm túc thật làm tứ giả hiện tồn ít thọ Hiện tồn là ai vậy? Là người thân quyến thuộc của bạn Không phải bản thân bạn Bản thân thì không cần phải nói Những người hiện nay vẫn còn sống như cha mẹ Anh em vợ con đều thơm lây Một mình bạn tu hành Cả nhà được phước tổ tiên bạn đều được phước không những cả gia đình bạn được phước mà bà con hàng xóm láng giềng nơi bạn cư trú bạn tu hành thành tựu càng lớn thì phạm vi được phước sẽ càng lớn cơ thể khiến cho một khu vực được phước một quốc gia được phước toàn thế giới được phước Bạn có chịu thật làm hay không? Nếu muốn khu vực xã hội quốc gia Thế giới này được phước Nhất định phải quên ngã Tuyệt đối không có ý nghĩ tự tư Niệm niệm gì xã hội Niệm niệm vì nhân dân vì tất cả chúng sanh tu hành như vậy thì thế giới mới được phước cho nên hiện tồn là mở rộng ra đến toàn thế giới tiên vong cũng là toàn thế giới trong đạo tràng chúng ta có thờ bài vị siêu độ lớn không phải của một nhà nào mà là thờ những chúng sanh tử nạn của toàn thế giới này chúng ta là thờ toàn thế giới những người hiện nay vẫn còn sống trên thế giới Hy vọng họ có thể sống được bình an Sống được hạnh phúc Chúng ta đem tất cả công đức tu học Hồi hướng cho chúng sanh Hồi hướng cho Pháp giới Ngũ giả sở cầu tội ý đây chính là ở trong cửa phật có cầu ắt có ứng cầu đúng như lý như pháp thì nhất định sẽ có cảm ứng bản thân chúng ta mong cầu đúng như lý như pháp cầu vẫn không có cảm ứng đây là do nguyên nhân gì do duyên chưa chín muội cái tâm niệm này cái mong cầu này của bạn rất đáng quý mong cầu cho chúng sanh chứ không phải cho chính mình mong cầu cho chúng sanh mà không có cảm ứng là do phước của chúng sanh chưa đủ chúng ta hy vọng xây một cái niệm phật đường Xây xong niệm Phật đường rồi mà không có người đến niệm Phật Cho nên những gì mong cầu cũng không có cảm ứng Chúng ta thử xem Những gì mà mọi người hiện nay mong cầu Hầu như thật sự là có cầu À có ứng Nguyên nhân là gì? Mọi người thật sự muốn niệm Phật Thật sự chịu niệm Phật Thật sự biết niệm Phật Không phải số ít người Mà là đa số người Cho nên cảm ứng là không thể nghĩ bà Sở cầu toại ý Phật Bồ Tát đang sắp xếp Sắp xếp đều là vừa đúng tốt Cho nên con người phải có thiện tâm Phải vì chúng sanh Phải vì chánh pháp trụ lâu ở thế gian Cả một đời chúng tôi làm sự nghiệp hoàn pháp lợi sanh Không phải vì một khu vực Là vì toàn thế giới Là vì tất cả chúng sanh Hy vọng mọi người ở trên địa cầu này đều có thể chung sống hòa thuận. đều có thể đôi bên hỗ trợ, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau tạo ra xã hội hòa bình, hưng vượng, phồn vinh. Đây là nguyện vọng của chúng tôi. Ở trong đây, bản thân chúng tôi tuyệt đối không có mảy may ham muốn danh vọng lợi dưỡng. chúng tôi sẵn lòng sống một đời sống thanh khiết, dứt giả tự tại. Đây là niềm vui lớn chân thật. Lục giả vô thủy hỏa tai. Năm nay tai họa về nước và lửa rất nhiều. mọi người cho rằng đây là tai họa tự nhiên tai họa tự nhiên có nhân tố do con người làm nhân tố do con người làm là duyên do quan niệm sai lầm tư tưởng sai lầm tự tư tự lợi tham sân si mạng đây là nhân của tai họa tự nhiên nếu như nhổ trừ được cái nhân này người thế gian Đều có thể giác ngộ Xóa bỏ đi Bức tường ngăn cách Chủng tộc Xóa bỏ Sự kỳ thị Chỉ tín ngưỡng tôn giáo Đều có thể tin Phật Bồ Tát Giống như Thượng Đế yêu thương bảo vệ chúng sanh không còn làm tổn hại một chúng sanh nào giúp đỡ tất cả chúng sanh cùng chung sống hòa bình chúng sanh cũng biết được đôi bên tôn trọng hỗ trợ hợp tác lẫn nhau thì tai họa Do con người gây nên Và tai họa tự nhiên Trong thế gian này Thấy đều có thể tránh được Thất giả Hư hao tịch trừ Hư hao Nếu dùng cơn bão suy thoái Kinh tế hiện nay Để nói là thích hợp nhất xã hội hiện nay nói nguy cơ kinh tế cái tai nạn này cũng có thể tránh được gần nửa thế kỷ trở lại đây các nơi từ phương đông đến phương tây có rất nhiều lời tiên đoán có rất nhiều lời tiên đoán cổ xưa ba nghìn năm trước mấy trăm năm trước rất nhiều việc đã xuất hiện rồi đều lưu hành ở các nơi Vì mặt đại thể, những lời tiên đoán này có một cách nói chung là cuối thế kỷ này có tai nạn lớn xuất hiện. Quy nạp những tai nạn này, đại khái có ba loại. Loại thứ nhất, do con người gây nên như chiến tranh hạt nhân đại thế chiến lần thứ ba đây là cuộc chiến tranh có tính hủy diệt loại thứ hai là khủng hoảng kinh tế là hư hao loại thứ ba là tai họa tự nhiên trên trái đất này sẽ xảy ra sự biến đổi của vỏ trái đất vấn đề này rất nghiêm trọng trái đất vận hành trong không gian độ nghiêng của nó cũng sẽ xảy ra biến đổi khiến cho khí hậu của toàn thế giới hoàn toàn bất thường Cơ thể Nam Bắc Cực sẽ biến thành xích đạo Còn chỗ xích đạo này sẽ biến thành Nam Bắc Cực Một khi biến đổi như vậy Sẽ ảnh hưởng đến sinh vật trên toàn bộ trái đất Sinh vật sẽ bị hủy diệt Sau đó từ từ thích ứng với khí hậu Và sanh trưởng trở lại như vậy thì không biết là phải bao nhiêu vạn năm Mới hình thành giống như tình trạng hiện nay Tai nạn này vô cùng đáng sợ Hiện nay mọi người cho nó là tai họa tự nhiên Không phải sức người có thể kháng cự lại được Người nói lời này Là chưa có hiểu rõ thấu triệt về chân tướng sự thật trên kinh phật nói cho chúng ta biết và cách nói cổ xưa của trung quốc cũng có một câu nói là nhân định thắng thiên thiên là gì chính là tự nhiên tâm người bất định vậy thì vô phương rồi nếu tâm người định thì có thể diệt trừ được tai họa tự nhiên Cách nói này rất có đạo lý Ngày nay Phật Pháp Chúng ta phải hết lòng hết sức Thực hiện rộng rãi Vì sao vậy? Hy vọng cứu vãn tai nạn Mặc dù chúng ta không có năng lực tiêu trừ tai nạn này nhưng hy vọng có thể giảm bớt tai nạn hy vọng mức độ tai nạn được thu nhỏ lại nhỏ cho đến mức độ nào trì hoãn đến bao giờ phải dựa vào công hạnh của chúng ta cho nên chúng ta cần phải hết lòng hết sức mà làm nhất định phải đoạn ác tu thiện nhất định phải quên mình vì người chúng ta là cùng một thể với toàn bộ đại chúng xã hội đây là điểm trước tiên phải nhận định tất cả chúng sanh có quan hệ gì với chúng ta môi trường tự nhiên có quan hệ gì với chúng ta phải hiểu cho thật rõ ràng thật minh bạch sau đó chúng ta phải phát tâm làm thế nào báo đáp chúng sanh hàng ngày chúng ta niệm kệ hồi hướng trên đền bổn ân nặng dưới cứu khổ ba đường làm sao thực hiện phải biết báo ân chúng sanh báo ân đức của môi trường tự nhiên bản ân đức của trời đất quỷ thần mới có thể tiêu trừ tất cả tai nạn. Những vấn đề này vô cùng hiện thực. Bác giả đổ tuyệt ác mộng đây là cho dù bản thân thực sự có mộng nhưng chắc chắn không có ác mộng không có ác mộng thì tối ngủ rất ngon ngủ rất an ổn người có tâm tư tà ác tà là nói tà tri tà kiến tư tưởng kiến giải của họ sai lầm sai ở chỗ nào vậy tự tư tự lợi trong mỗi niệm luôn nghĩ đến tổn người lợi mình đây gọi là tà tư ác là thập ác thân tạo sát đạo dâm khẩu nói dối nói đôi chiều nói thô ác nói thêu dệt ý tham sân si đây là thập ác nếu như là người tà ác vậy thì thường hay thấy ác mộng hay nói cách khác ngủ cũng không yên ổn họ sống cuộc sống rất vất vả nếu như chúng ta có thể đoạn dứt hết tà ác bồi dưỡng tầm chân thành bất luận đối với người với sự với vật đều một lòng chân thành không dối mình không dối người Thanh tịnh Thanh tịnh là hoàn toàn không Ô nhiễm Không bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh bên ngoài Cũng không bị ô nhiễm bởi phiền não Trong nội tâm của chính mình Tâm bạn được thanh tịnh rồi Tu bình đẳng, tu chánh giác, tu từ bi từ bi là yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh một cách bình đẳng vô điều kiện là trong đời này chúng ta thật sự sống trong tình yêu thương rộng lớn có thể quên mình vì người chỉ cần có thể khiến cho tất cả chúng sanh được phước lợi thì cho dù hy sinh mạng sống của chính mình cũng không hề hối tiếc đây đích thực là đại từ đại bi thân tâm an ổn thì làm sao có thể có ác mộng được chứ nếu như người học phật vẫn còn có ác mộng thì tự mình phải cảnh giác nguyên nhân là gì công phu không đắc lực bất luận bạn tu học pháp môn gì công phu đắc lực thì hiện tượng đầu tiên là không còn ác mộng nếu vẫn còn ác mộng là công phu không đắc lực cửu giả xuất nhập thần hộ thần là thiện thần hộ pháp xuất là nói đi ra ngoài hiện nay cơ hội đi du lịch nhiều nhập là trở về bất luận đi du lịch đến nơi nào người học phật cũng có người đi tham học tham học cũng vậy tham quan cũng vậy du lịch cũng vậy bất kỳ bạn ở chỗ nào cũng có chư phật hộ niệm long thiên thiện thần bảo vệ sẽ không bị gặp phải những tai nạn bạn sẽ không bao giờ gặp bạn có những vị thiện thần này bảo vệ và người cùng đi với bạn cũng được hưởng theo họ cũng được bình an cũng được những vị thiện thần hộ pháp này bảo vệ tu hành chân chánh rất là quan trọng phật pháp thực sự là đem lại cho chúng ta lợi ích chân thật lợi ích hiện thực chứ không phải nói suông không phải là mê tín ở trong đây có đạo lý rất sâu loại sau cùng là đa ngộ thánh nhân thánh nhân chính là nói duyên phận bạn thường hay gặp được nhân duyên tốt nhân duyên này là gì là nhân duyên thành phật thành bồ tát thánh nhân thường hay gặp được nhân duyên khai ngộ tăng trưởng đạo nghiệp đúng như lời đại sư thiện đạo nói đồng tu học phật thành tựu cao hay thấp đều là do gặp duyên không đồng Nếu như bạn gặp được duyên thù thắng Thì bạn thành tựu sẽ thù thắng Đại đức xưa nay Là từ trước triệu tùy Từ khi pháp môn tịnh độ Truyền vào Trung Quốc Những vị đại đức đó lương cho rằng người giảng sanh thượng phẩm thượng sanh sanh về thế giới tây phương cực lạc phải đều là bồ tát bồ tát giảng sanh thượng phẩm thượng sanh phàm phu không thể làm được phàm phu đại khái đều là hạ bối giảng sanh người xưa có cách nói như vậy nhưng đại sư thiện đạo điều chỉnh lại cách nói này trong truyện ký của Trung Quốc có ghi chép nói Đại sư Thiện đạo là A Di Đà Phật tái lai nếu như Đại sư Thiện đạo là A Di Đà Phật tái lai thì sự điều chỉnh này chính là do chính A Di Đà Phật nói ngày Thiện đạo là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ tông chúng ta cần phải tin sâu không nghi do gặp duyên khác nhau ngày nay cư sĩ lâm tinh tông học hội xây dựng làng di đà duyên này là nhân duyên thù thắng đứng đầu thực sự là hiếm có khó gặp Không chỉ là Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp Chúng ta vô cùng may mắn Có thể gặp được rồi Gặp được duyên thù thắng như vậy Đây đích thực là nhân duyên thành thánh Có thể ở trong đây tu một ngày Cũng là do phước báo bạn tích được Nhiều đời nhiều kiếp nếu như không phải là do thiển căn nhiều đời đạo tràng này bạn muốn ở trong đó niệm một giờ đồng hồ cũng không được niệm phật đường chúng ta bắt đầu thành lập mới ba tháng các đồng tu đến nơi này để niệm phật mặc dù là thời gian rất ngắn ngủi niệm thời gian khoảng một vài cây hương họ đến đó với tôi cảm nhận của họ thật sự khác nhau trong đời họ đã gặp rất nhiều đạo tràng tham gia cộng tu với rất nhiều pháp hội Nhưng không có thù thắng bằng nơi này Không có cảm giác tốt bằng nơi này Có rất nhiều người nói từ trường ở nơi này rất tốt Thật sự bước vào niệm Phật đường rồi Thì không muốn bước ra Chứng tỏ đạo trà rất có sức Hấp dẫn Giờ sức mạnh của ai vậy? Chắc chắn không phải là bản thân chúng ta có cái năng lực này Không có Do tam bảo nhiếp trì Đích thực là chư Phật hộ niệm Thiện thần ủng hộ Cho nên mới có khí tượng thù thắng như vậy Khiến cho mọi người có được sự thọ dụng mỹ mãn như vậy Đa ngộ thánh nhân Duyên phận của bạn tốt Bạn thường hay gặp được chánh pháp Thường hay gặp được thiện tri thức Thường hay gặp được Bạn đạo cùng tham học tốt Đây là duyên phận Duyên cũng phải dựa vào bản thân thật sự tu Mới có thể có cảm ứng Giống như chúng ta xem thấy trong Kinh Hoa Nghiêm Có câu tịnh tâm gặp duyên Bạn mới thật sự được lợi ích Dùng tâm thanh tịnh Tâm chân thành Tâm từ bi Gặp được duyên liền có thể được thọ dụng ngay. Nếu như tâm địa không chân thành, không thanh tịnh, không từ bi, gặp được duyên này cũng giống như là chưa gặp vậy. Bỏ lỡ mất rồi. Kinh địa tạng có quan hệ quá lớn đối với việc tu học và đời sống của chúng ta toàn bộ giáo nghĩa ở trong bộ kinh này quy nạp lại thành hai chữ là hiếu kính hiếu kính cha mẹ tôn kính thầy tổ cho nên cổ đức nói bộ kinh này là hiếu kinh của cửa phật cách nói này không sai Hai chữ hiếu kính này Không có lạ lẫm gì Đối với người Trung Quốc Nhưng trên thực tế Hai chữ hiếu kính này giảng như thế nào E rằng người có thể nói ra được Là rất ít Không nhiều Nếu như nói sâu một chút Thì người biết càng ít hơn Hàm nghĩa của hai chữ hiếu kính này là sâu rộng vô cùng tận làm được viên mãn hai chữ này vậy thì thành phật rồi bồ tát vẫn đang là chưa viên mãn thành phật rồi mới viên mãn cho nên chúng tôi thường nói bồ tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá thì hiếu kính vẫn chưa viên mãn từ đó cho thấy hai chữ hiếu kính này là pháp môn đại tổng trì của Phật pháp. Cái gọi là pháp môn tổng trì chính là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của dạy học. Phật pháp dạy người ta điều gì? Dạy hiếu, dạy kính. Cần phải đem hiếu kính mở rộng từ hiếu thuận cha mẹ mở rộng đến hiếu thuận tất cả chúng sanh phụng sự thầy tổ mở rộng đến phụng sự tất cả chúng sanh đây chính là tâm bồ tát tâm phật sau đó bạn mới có thể thương hay gặp được phật bồ tát Đa ngộ thánh nhân là thường hay gặp được Phật Bồ Tát. Thường hay có người hướng dẫn chánh pháp cho bạn. Người thế gian chúng ta nói thời vận của bạn tốt thật. Người khác muốn gặp mà không được, bạn luôn gặp may mắn. Nói thật ra chính mình phải có đủ lòng thành kính tâm ham học tâm lợi ích chúng sanh bạn sẽ gặp được thôi nói thật ra chư phật bồ tát những vị đại thiện tri thức nơi nào mà không có chứ lúc nào mà không có mọi lúc mọi nơi đều có rất nhiều là do bản thân chúng ta có mắt mà không nhận biết gặp được rồi cũng giống như chưa gặp được thật sự đáng tiếc Là do bản thân chúng ta không có điều kiện Nên gặp được rồi Cũng bỏ lỡ mất đi Hy vọng mọi người cần lưu ý ở chỗ này Thiện tri thức chân chánh niệm niệm đều có nguyện vọng truyền pháp nhưng đáng tiếc tìm không ra người để truyền chỉ cần phát hiện có người thật sự muốn học họ sẽ nhiệt tâm chỉ dạy hơn nữa đều là làm thiện nguyện ở trong giảng đường của chúng ta mọi người nhìn thấy ở trong đây đây là mấy vị thầy của tôi tôi có ba người thầy đều là dạy miễn phí cho tôi tôi không có khả năng trả học phí tôi không có khả năng cúng dường đời sống của tôi vào lúc đó vô cùng gian khổ tôi không thể cúng dường cho thầy nhưng thầy lại còn phải cúng dường cho tôi còn phải chăm sóc đời sống cho tôi cả đời này tôi không bao giờ quên tuy thầy không còn nữa hàng quán trưởng hộ trì cũng không còn nữa nhưng trong giảng đường của chúng tôi luôn thờ di ảnh của các quý thầy chúng tôi tu học ở nơi này giống như là thầy đang có mặt vậy không quên ân đức. Cho nên mới có thể thương gặp các bậc thánh. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi A Di Đà Phật.